Ở đây, trên mặt nước sông Lam, hàng ngày đều đặn người ta vẫn thu tiền của những chiếc thuyền chở cát qua lại theo cách của những người đi vợt cá. Ở gần đó, hàng chục hecta đất nông nghiệp và các công trình thủy lợi dọc hai bờ sông bị sạt lở. Tần suất thuyền qua lại nhiều, người ta vớt được số tiền lớn. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước thì vẫn bị thủng. Có vẻ như không có chuyện gì xảy ra nếu nhìn con sông Lam lúc ban ngày. Nhưng cứ vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng là thời điểm các thuyền hút cát trái phép đua nhau hoạt động với số lượng từ 150 đến 200 thuyền. Hệ lụy là hàng chục hecta đất nông nghiệp, nhiều tuyến kè bị cuốn trôi và sụt lún. Từ lâu, khai thác cát trái phép đã trở thành vấn nạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để đưa được cát về thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên tiêu thụ, các thuyền phải đi qua trạm Bara Nam Đàn. Và không kể ngày hay đêm, nơi đây luôn tấp nập. Trung bình, mỗi thuyền chở cát qua đây phải nộp khoản tiền từ 160 đến 350 nghìn đồng cho trạm Bara Nam Đàn. Với thuyền có trọng tải dưới 50 khối như của người đàn ông này thì phải nộp 250 nghìn đồng. Qua Âu Nam Đàn về vô thì phải một lần qua Âu thì phải chi trả như thuyền tôi khoảng là 255 ngàn trong một chuyến. Từ trước đến nay thì qua cái Âu Bara Nam Đàn là chưa có một lần nào là có hóa đơn chứng từ gì cả, chỉ có là nộp tiền là qua Âu. Hàng ngày đi ở trong cánh ấy, thì như rửa là một ngày như rửa là cả vỗ cả ra, thì thuế như một chiếc thuyền là bình quân lại là thu phải nằm mức 240 một thuyền. Tần suất thuyền qua lại nhiều, người ta nghĩ ra cách thu tiền như thế này. Và dĩ nhiên là không có bất kỳ hóa đơn chứng từ nào được xuất ra. Trường hợp nếu thuyền nào quên không mang theo tiền, thì có người ghi chép cẩn thận vào sổ nợ và sẽ thu gộp vào chuyến sau. Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành, đơn vị có số thuyền khai thác và vận chuyển cát lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An với 51 thuyền. Do hợp tác xã không có mỏ cát, nên tất cả các thuyền đang hoạt động đều là khai thác cát trái phép. Và cũng vì khai thác trái phép mà họ phải sống chung với những luật lệ bất thành văn, nộp tiền không có hóa đơn. Thì bình quân nằm khoảng 20-25 thuyền trong một ngày. Một ngày có thể là một ngày, mà đêm có thể là nếu càn thì đi 3 ngày 2 chuyến. Hoặc là nếu như nước cho thông được á, thì có thể ngay được chuyến. Thì mỗi chuyến phải qua ra thì phải nạp cái ít nhất là phải nằm khoảng 150, cái nhiều khoảng 250 một thuyền. Tính toán sơ bộ, chủ nhiệm hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành cho biết, mỗi tháng, các xã viên hợp tác xã nộp khoảng 20 triệu đồng tiền để qua Bara Nam Đàn. Những người được coi là cát tặc này, quan niệm đơn giản, nước nổi, bèo sẽ nổi. Tất cả các chi phí sẽ được tính vào giá thành cát, miễn sao thuyền về được nơi tập kết thuận lợi. Thực tế cái này là dân sinh của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào cái sông Đào, mà qua Bara là chủ yếu. Nếu gây khó gì thế sao? Nếu như họ mà gây khó gì cho chúng tôi cả thì dân hoàn toàn là phải nói thẳng là không thể làm ăn được. Dân cũng muốn làm thế nào để thỏa hiệp ăn được 10. Chứ bây giờ phải chấp nhận là chia ra để mà sửa, để mà có làm công ăn thường xuyên thì đành phải chấp nhận.
Theo Nghị định số 143 năm 2013 của Chính phủ quy định, thuyền qua Âu phải nộp mức phí là 7.200 đồng một tấn một lượt. Như vậy, việc thu tiền cũng như mức giá từ 160.000 đến 350.000 đồng cho mỗi thuyền chở cát ở đây là không sai so với quy định. Vấn đề đặt ra là thu không có hóa đơn thì tiền sẽ quản lý như thế nào? Qua nhiều tháng mật phục theo dõi cho thấy, trung bình mỗi ngày có từ 25 đến 60 thuyền chở cát qua trạm Bara Nam Đàn. Lấy số trung bình là 35 chuyến mỗi ngày nhân với 250.000 đồng cho mỗi chuyến, thì một ngày trạm Bara Nam Đàn thu khoảng gần 9 triệu đồng. Như vậy, mỗi tháng trạm Bara Nam Đàn sẽ thu khoảng trên 260 triệu đồng, mỗi năm là trên 3 tỷ đồng. Thu được số tiền như vậy, nhưng khi làm việc chính thức với phóng viên, trạm trưởng Bara Nam Đàn lại cung cấp thông tin là thu được rất ít. Một ngày thì được khoảng 6 ấu. Một ấu thì một thuyền đến hai thuyền. Một thuyền thì khoảng có cái thì 100, có cái thì chưa đến 100. Tùy theo vì trọng tải của từng thuyền. Mức thu phí thì mình cũng dựa theo cái nghị định 115 cũ á, thì vẫn thu theo đầu tấn và thu theo cái đáng kể của trọng tải của từng thuyền. Thì như một năm thì trung bình như cá thu được khoảng bao nhiêu? Một năm thì nếu tính trung bình á, thì khoảng được 450 triệu như đấy. 450 triệu. Vâng. Những thông tin mà trạm trưởng trạm Bara Nam Đàn cung cấp không đúng với thực tế, nhưng lại đúng với sổ sách quyết toán hàng năm. Đó là năm 2010, trạm Bara Nam Đàn nộp quyết toán ngân sách là trên 47 triệu đồng. Năm 2011, 59 triệu đồng. Và năm 2012 là 61 triệu đồng. Năm nộp quyết toán ngân sách nhà nước cao nhất 61 triệu đồng, chỉ bằng 10 ngày thu thực tại trạm Bara Nam Đàn. Ở đây đã có một khoản thu lớn hàng tỷ đồng được bỏ ngoài sổ sách. Nghệ An là tỉnh có nguồn tài nguyên cát phong phú. Nếu quản lý khai thác tốt, sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách đáng kể, khoảng 25 tỷ đồng tiền thuế và phí tài nguyên mỗi năm. Tuy nhiên, trên thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược. Cái việc thực hiện các cái nghĩa vụ của các cái đối tượng khai thác, rồi kinh doanh cát ấy, với nhà nước ấy, thì những năm vừa qua có làm nhưng chưa đáng kể. Năm 2010 là làm quyết liệt thì thu được có mấy chục triệu, 52 triệu thôi. Đấy, rồi từ đó là nãy là mình cũng quá lớn, cũng thu không đáng kể. Đấy, có thu được một số ít ở các cái bến kinh doanh. Thì như vậy là việc thất thu về tiền thuế nhà nước, trong đó có gồm có thuế tài nguyên, rồi phí môi trường, rồi các loại thuế khác á, là cũng tương đối lớn. Không khó để thu thuế những chiếc thuyền chở cát nếu như công việc đó được tiến hành ngay tại trạm Bara này. Hoặc là nếu muốn ngăn chặn, hạn chế nạn khai thác cát trái phép thì chỉ cần không cho các thuyền chở cát qua đây. Hậu quả do nạn khai thác cát trái phép gây ra là điều nhức nhối. Tuy nhiên, để dẹp bỏ vấn nạn này vẫn chưa có lời giải. Lời giải sẽ khó có được hoặc sẽ còn rất lâu nữa mới có được, khi vẫn tồn tại cả một chuỗi lợi ích kéo dài mà rất nhiều người đang cùng khai thác. Theo tôi suy nghĩ thì nếu như quản lý chặt được thì phải dùng bằng biên lai thu phí lệ phí. Các phương tiện khi tham gia qua Âu thì phải cấp biên lai đỏ thu phí, thì chắc chắn là quản lý chặt được cái chỗ thu ngân sách của tỉnh. Để tìm hiểu số tiền trạm Bara Nam Đàn thu được bỏ ngoài sổ sách, nhóm phóng viên đã tìm đến công ty Thủy lợi Nam, đơn vị chủ quản trạm Bara Nam Đàn. Theo lãnh đạo công ty giải thích, thì số tiền thu được đó cũng chủ yếu phục vụ tiền ăn ca của cán bộ nhân viên, cũng như công tác đối ngoại của công ty. Biện minh cho việc thu tiền không có hóa đơn, thì công ty Thủy lợi Nam đổ lỗi do người dân. Thực ra mà nói thì về nguyên tắc thì chúng tôi đều xuất hóa đơn đầy đủ cả. Chỉ có điều là người sử dụng hóa đơn là họ không nhận hóa đơn. Họ không trực tiếp nhận hóa đơn, thành thử ra là họ không ký vào cái sổ hóa đơn của chúng tôi thôi. Mọi giải thích đều là vô nghĩa.
cũng như mực nước sông Lam sâu thẳm kia cũng không giấu nổi những xói mòn đang ngày càng lộ rõ. Và ở đây, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, khi những chiếc vợt liên tục được đưa ra, tưởng rằng ngân sách nhà nước cũng vì thế sẽ tăng. Nhưng không, dù người ta đã vợt được rất nhiều tiền, nhưng ngân sách nhà nước vẫn bị thủng.